Hello Caberzo, ở tập trước, Huhu vẫn luôn là nhảy về thần Nika sẽ giải phóng nô lệ và suốt thời ngồi tù bốc lịch hắn vẫn luôn nghĩ về điều đó. Ủa rồi liên quan gì đến tao cho nội? Chim bê tính nóng như binh chi linh dùng tuyệt kỹ bá đạo dã mèo hoang ra bã. Khi này con trai của Oden đã sẵn sàng combat cùng ông già trên mái vòm. Tập 1041, Yamato và Funky. Vừa gặp nhau mà hai bố con nhà này đã choảng nhau cực căng. Ông già muốn chiêu mộ con gái cương về làm tướng quân của Wano. Nhưng Yamato đã quyết tâm bỏ nhà theo trai và tin anh Mên sẽ trở lại. Dứt lời, nữ báo thủ lao đến tấn công nhưng bị thằng cha dã cho sấp mặt lờ. Đã đến lúc chị đẹp bật skill bá đạo trên từng hạt gạo khiến nhiều anh em phải mất máu đây. Tình hình giữa hai người hơi hệ màu vàng cũng gây cấn không kém. Queen bị anh ba đạp đầu cưỡi cổ thì cay cú bắn tia laser loạn xạ. Trong khi lông mày xoắn đang chạy thụt mạng thì cục thịt nguội đã chọn chơi thuốc kích thích, dùng một lần là phê như con tê tê. Còn có thể phục hồi cơ thể nhanh chóng nhưng chỉ tạm thời, mà hậu quả lại khiến anh vô cùng đau đớn. Bác sĩ liền móc ra quả kim to và dài đâm vào làm đầu tảo đi luôn vào miền cực lạc. Nhờ vào năng lực thao túng tâm lý của Otama, băng bách thú đã quay xe cực hết ủng hộ băng mũ dơm cùng với dâm long Momo. Nên Funky vô cùng tự mãn vì được 500 anh em support hết mình. Sasaki thông não chi thật đàn em nhưng chẳng ăn thua. Thế là hai thanh niên cùng nhau chơi đấu vật rất nhiệt tình. Nhưng hắn ta thật sự rất khó chơi, đã vậy còn không ngừng biến lớn để thể hiện sức mạnh. Trên mái vòm, Kaido này nỉ con gái rượu hãy giúp mình vì cô là nhân tố vô cùng quan trọng của hắn. Bảo thương con lắm mà có trái ác quỷ cũng tiếc. Nếu lúc đó Yamato không tự ý ăn thì nó đã thuộc về dạ dày của thằng khác con mợ nó rồi. Yamato rất muốn rong buồm ra biển nhưng bây giờ lại không thể bơi được nữa. Cô tức giận vì đã thử rất nhiều lần vẫn làm ông già thất bại trong việc chuyển kiếp. Funky chuẩn bị chiến một trận ra trò với Sasaki thì đám đàn em cũng đến góp vui. Nhưng các chú xe ra để anh thể hiện. Sasaki bỗng dưng bay lên không và tấn công vô tội vạ đến Funky và thuộc hạ của mình. Boy chơi hệ sắp thấy vậy liền đáp trả bằng màn mưa bom bão đạn. Nhận ra đối thủ chuẩn bị tấn công mạnh, Funky đã trang bị bộ giáp cực chất. Sasaki xoay bầm cực nhanh nhưng thanh niên quê độ lại bị bật lùi về phía sau. Còn thờ là còn gỡ, hắn lập tức thực hiện lại đòn vừa rồi. Cái kết cho thanh niên thích thể hiện đã bị Boy hệ sát vật đo ván không ngậm được mồm. Đúng là Mên số hưởng được tàu của lo trục vớt, mà thanh niên cứ tỉnh dậy là xác định đòi ăn. Dự đoán ở tập sau trận chiến của hai bố con nhà rồng sẽ vô cùng thú vị. Xen vào đó là những hồi ức về cuộc sống ngày bé của Robin sẽ lần lượt hiện về. Để không bỏ lỡ một tình tiết hấp dẫn ở tập tiếp theo thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết phim rồi các bạn nhỏ à. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay.